la bơi chua, la bơi đi, la bơi chua, la bơi đi, yeah. La bơi đi. Lên nào các là bạn ơi. Lên nào các chị em ơi. Đây, chúng ta đó, thấy chưa, thấy chưa? Đẹp quá vậy. Thấy chưa? Wow. 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 Trời ơi, không hẹn mà gặp. Anh mượn đồ chùm mới là tôi mau thuyền. Ủa, có người bơi luôn kìa anh. Nhiều lắm chứ. Wow. Mình xuống bơi chung không? À, sao này rộng quá ha. Ôi. Người ta chèo cái giác rồi nhiều lắm. Ở bên kia đang đua thuyền kìa. Giống như tụi mình đó. Đúng rồi. Sao người ta đi một đường một mà mình đi vòng không mà ta? Ủa anh, hồi nãy mình cái sông có chút xíu thôi mà mình đi gần tiếng đồng hồ. Rồi anh muốn chơi gì nào? Không, ý là mình vì cái hướng vòng vòng như này người ta cứ đi thẳng á, hiểu không? Đẹp ha, đã ha, nhìn cây kìa, mát ha. Chương trình biết là hôm nay có hai khách mời là tám người làm nhiều đồ ăn đó hả? Ê, sao mà ở đây có sáu cái ghế vậy? Thiếu ghế rồi mọi người ơi. Thiếu có, thiếu có. Hai cái ghế kia kìa. Ủa? Ra gian xong á, cửa sổ gian xong ngồi nha. Chết chưa. Đâu có đâu anh, ghế này ngồi có người anh ơi. Đừng huyễn hoặc bản thân nữa, mời vào ghế đi. Bây giờ anh bị say sóng. Trong lưng. Qua đấm bóp giác hơi cho ta. Ôi. Rửa tay nha, rửa tay. Trời ơi, rửa tay đi nè. Rửa tay. Lên body, lên body. Nhớ nha, hôm nay có chăm sóc mọi người nha. Lát nữa. Đẹp vậy sao lỡ ăn ta. À, buổi chiều tối nay thì các bạn đã có một buổi thưởng lãm du thuyền ở trên sông Hương rất là đẹp rồi đúng không ạ? Dạ, vui quá trời luôn. Như đã hứa với các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa yến tiệc vô cùng sang trọng. Và trước khi thưởng thức bữa tiệc, chúng tôi có mời đến đây nghệ nhân nhân dân Tôn Nữ Thị Hà và con gái của bà là nghệ nhân Phan Tôn Gia Hiền. Hai người sẽ giới thiệu với các bạn về bữa yến tiệc này. Dạ, con chào cô. Chào bà. Chào cô, chào bà. Nhá cho ghế cho cô với lại đưa ghế qua. Dạ, con mời cô. Hai đứa nếu mà có việc thì cứ đi về đi nha. Em mời hai anh ngồi nhé. Dạ, ngồi xuống đất kìa. Ngồi xuống đất đi anh. Dạ, em đứng để tiện phục vụ. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức món ăn cung đình hôm nay. Và cái nghệ thuật mắm cơm cung đình chính là cái sắp xếp màu sắc. Trước tiên là mình phải ăn bằng tất cả các cái giác quan của mình. Ở đây là có cái món là mật hoa đăng, cái mùi thơm của trà dừa á. Đó. Dạ, rất thơm à. Có cái món á là nem công, rồi chả phùng hoàng, rồng bay, cơm kim quy, trúc thọ, kinh ngư sa lưỡi và chè sen hôm nhạc. Bên cạnh đó cũng có thêm cái món tràng miệng, đó là bánh mắng mừng của người Huế. Còn súp là súp yến xào. Yến xào.
cực quá đúng không anh? Đúng rồi, chứ mình phải tập bộ thôi. Dạ, cảm ơn bà với cô. Ngày xưa là vua là dùng để mà thiết đại những quân thần, những cái lễ lớn và nhất là đại tấn khoa đã đầu đầu. Bà ơi, cảm ơn hôm nay là mời cả nhà. Cảm ơn đã vất vả rồi ạ. Cảm ơn bà với cô gì ạ? Dạ, người đâu? Nhiều cô và bà ra. Dạ, con mời bà và con đi lớn này ạ. Cầm tay bà nhẹ nhàng. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Khi không mà chào bà. Dạ, chào bà. Chào bà cho con. Khi không mà bắt thì chào bà. Dạ. Dắt nhiều tôi chứ. Đẹp quá, chết rồi, đẹp quá. Rồi có nên ăn không? Trời giòn lắm anh ơi. Giòn ghê á, giòn ghê á. Giòn quá, giòn ghê á. Lâm à. Hồi sáng nay tôi chèo thuyền cũng mệt á. Mình ngồi trên, mình ngồi đầu không à. Không lẽ mình không để cho tôi một miếng nào xíu súp cũng được, đúng không? Ngươi Ngươi ơi, cái đó anh ăn ngon lắm không? Ngon. Ôi. Ôi. Ăn ăn vậy không sao đâu, ráng ăn đi. Ăn cái đó không được, chưa có chín. Cho miếng chả giò cũng được. Thôi được rồi, tôi tự bóc tôi ăn cho. Phạm Thượng. Phạm Thượng. Vậy mà em dừng luôn chứ. Mà thường á là chúng tôi sẽ có một cái gọi là miếng ăn ưng huệ. Đúng. Là cũng phải múa hát. Đúng. Tiểu phẩm. Em muốn múa ly á. Múa ly, múa chén. Đúng rồi. Anh Phái ơi, múa ly đi. Anh Phái múa ly đi. Không, bây giờ đây nè, ok. Cho mượn một cái mâm ăn mũ đi ạ. Ok, anh cảm ơn. Được không? Bây giờ cái này ta gọi là cái thử thách đã ân huệ. Bây giờ tôi sẽ đại diện cho chúng ta. Đúng vậy. Đúng không? Đúng. Bây giờ mình sẽ gọi là biểu diễn một cái tiết mục gì đó. Ừ. Để mình lấy được cái lòng thương hại. Đúng. Ê, cái ân huệ từ những người kia. Đây. Khi mà ở trên những cái chiếc thuyền như thế này, ở trong cung đình ngày xưa, vua chúng ta ăn thì cũng sẽ có những cái màn biểu diễn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay cũng có một cái màn biểu diễn dành cho các thực khách ở đây. Nhưng mà thay vì là múa ly, múa chén thì Phát sẽ phép được múa mâm. Được không vậy? Được chứ. Ổn không? Tập trung đi, tập trung xem nha. Đừng để hai đứa đói luôn nha. Tiết mục múa mâm. Không, xoay mâm đúng không? Phát ơi! Đâu đâu chưa? Nó chưa quen mâm. Giờ quen nè. C. Wow. Cho ăn. Hay quá, hay quá. Được chưa? Dĩa đều. Quá đẹp. Quá đẹp. Ê, mình có bị gài không vậy? Mình có bị gài không? Nghe thiệt luôn á, nghiêm túc. Hay không quá, phải. Đẹp quá. Này chưa, để ớt là không rớt này chưa? Rồi, được rồi. Hết ạ. Rồi, mời vô. Hay quá. Cho hai da nhau. Kéo ghế vô, kéo ghế vô. Kéo ghế vô. Đứng ăn thôi, hãy ra ngoài. Đứng ăn, rồi. Chưa bao giờ thấy chương trình nào mà tôi đói mà tôi phải sáng giờ cực rồi, rơi nước mắt luôn á. Sáng giờ cực lắm rồi, thôi không sao. Mà tính ra hồi đó giờ mới có một khách mời mà phải làm như vậy luôn anh. Khách mời đúng không? Đúng rồi. Ủa, thì mấy khách mời trước dễ được ăn lắm hả? Là sang trọng lắm. Auto ăn, tặng gái đẹp. Quá là người ta giỏi giang lắm. Đằng nào cũng làm rồi, thôi ăn đi. Thở tốt. Wow. Yến tỉnh người nha. Ngon tỉnh người luôn. Ê, nhưng mà Yến đâu hết rồi? Ê, nhưng mà Yến đâu hết rồi? Yến ơi, à, lên dùm lo ăn hết rồi. Thử không? Sao? Hỏi thiệt. Tuyệt vời đúng không? Miếng xôi rồi.
ngọt, cơm chiên ngon, xuất sắc. Có ai muốn ăn gì thêm nữa không ạ? Dạ không. Dạ, đói rồi. Thực sự là nó mời rồi. Thực sự là khẩu phần nó quá nhiều so với 8 anh em mình. Yeah. Cái này phải cả đoàn ăn mới đúng. Galaxy S22 series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Bây giờ các bạn sẽ đến với một mini game để chọn chỗ ngủ. Tối nay tất cả các bạn sẽ được ngủ trong khách sạn 5 sao sang trọng. Đừng tin. Nhưng không có giờ chương trình này mà cho ngủ khách sạn 5 sao, điều đó là điều phi thực tế. Nhưng có nhưng mà không những ở trong khách sạn 5 sao mà các bạn còn được ở trong căn phòng cao cấp nhất của khách sạn đó nữa. Chả lẽ ở phòng resident? Tuy nhiên trong khách sạn đó có 4 chỗ ngủ tiện nghi, 4 chỗ ngủ khác biệt hơn. Và bây giờ các bạn sẽ chơi một trò chơi may rủi để chọn ra ai là người ngủ chỗ tiện nghi, ai sẽ phải ngủ chỗ khác biệt hơn. Chương trình đã chuẩn bị cho các bạn 8 ly trà cung đình, trong đó có 4 ly trà ngon và 4 ly trà đặc biệt. Trời, nước mắm. Trời, bình tĩnh quá. Em bình tĩnh. Sao rồi? Em biết cái di chứng này nè. Cái này gọi là bị sang chấn tâm lý, phải chữa như vậy nè. Nước mắm. Chữa sao? Chữa vậy nè. Nước mắm. Ê, cái này nước mắt á. Đau nha, đau. Bây giờ xin mời mỗi người tự chọn cho mình một ly trà. Số 4. Anh lấy cho đâu? Rồi. Chưa uống nha. Mặt xanh chanh gì? Ai uống trước trước đi. Rồi, em xin phép được uống chưa? Phản ứng theo những gì có trong này nha. Dạ. Đi. Sang trọng lên em, sang trọng lên. Rồi, sang quý phái lên. Đình mà em uống gì giống như thuốc độc vậy? Tôi mời các anh. Mời anh. Mời quý trời. Dạ nha. Cái gì vậy? Kỳ lắm, giống nước xúc miệng lắm. Giống nước xúc miệng quá. Giống nước xúc miệng. Mời. Không ra được mà. Ủa, em có nghe mùi chào? Giang ca để biết sinh hoạt của chị em. Đúng vậy, đã có lưu trong máy. Đúng. Trời, đau bụng quá, cảm giác đau bụng quá. Vô. Ngủ mạnh đi chứ sao vậy? Em đủ hết nha. Em nha. Ủa sao anh la quá vậy? Chỉ là trà đó mà mọi người bị sao vậy? Xuống máy. Số 3. Ủa trà mà sao nước miếng văng vậy? Hả? Trà không có đồng ư? Rồi, thấy tôi. Tôi số 8 rồi. Cái gì vậy? Hay vậy? C. Wow. Ủa sao ai cũng muốn chót lọt hả vậy? Trà ngon phải có bạn hiền. Đúng. Bây giờ tôi sẽ... Bạn hiền không có thôi thì trà không ngon. Uống liền nha. Nếu lỡ em bước không qua. Anh có số của má rồi. Số 6. Ủa có số 6 hả? Số 6 là Lộc. 6 là Lộc đó. Lộc. Uống hết một cái. Rồi. Nuốt đi anh. Để tôi. Ghê quá. Em nói nước xúc miệng mà. Chán rồi. À vậy nó dạng như là trà xong nặng chanh cái bỏ bột ngọt vậy. Chết rồi. Nghe bụng rột 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 rồi đó. Em lo quá.
thích ăn mùi bột ngọt không? Nó ghê lắm. Ly của em có dầu hèo nữa nha. Ôi pha nước ác vậy. Ôi cái gì nữa? Ủa em nghe mùi trà đàng hoàng mà. Mùi trà thì người ta phải trà, người ta thành phần chính là trà, nhưng mà thành phần đặc biệt là bột ngọt. Bây giờ mới bắt đầu giữ ở đầu lưỡi. Liệu trà lưỡi. Trời ơi, anh nhả vô ly con nhỏ sao uống. Trời ơi nãy anh có nhả vô đây không vậy? Có luôn vô. Thấy nhiễu nè. Có hai hớp vô đây thôi. Hai hớp. Cảm cho anh đi mà cứ. Ok ly số 5 nha. Hồi nãy giờ mấy ly có đọc rồi ta? Ba ly ăn bạn. 1 nè, 2 nè, 3. Vô. Thôi thì bây giờ mình đây vô huynh đệ. Khoan, bây giờ đã nói nè, ngày xưa á khi mà mình uống trà đó, cái việc mà đau khổ hay là hạnh phúc nó đến sau. Quan trọng là cái phong thái mình uống trà. Mấy đứa nói vậy dính lắm. Mấy đứa nói vậy là hay dính bụng ngọt lắm, thấy không? Vô. Mời các huynh. 100% không? 100% ạ. 100%. 100%. Còn năm nào nha. 100%. Hôm nay không biết có còn uống ngủ ngày mai hay không, nhưng thôi cứ uống. Đây. Rồi, cái ly này dễ dính lắm. Thôi đi thôi. Thôi rồi, về phát cái Hiếu khỏe rồi. Ồ, khỏe rồi đúng không? Hồi nãy biết gì. Trời ơi, ly trà nó ngon. À, bây giờ có một cái chi tiết rất là quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình mình có một người ôm con này mà ngủ ngon. Ghê chưa? Sáng giờ không có xui một xíu nào luôn. Ngày mai là quyết định. Có ngủ bông lè nè. Ngủ dễ gì mà ngon được. Rồi, đi nào. Đi ạ.